Easy gì mà. Ê con lục à, lấy lục thì lấy. À, tôi có rồi, tôi có rồi. Đéo chạy trước ở đâu, mọi. Chạy trước toàn bị ăn đạn mọi người. Yes. Bơm máu lên không chết đấy. Đợi hết cái nắp rồi. Có cái đèn không? Thank you. Mổ đấy. Đéo hiểu cái gì đấy. Ấn xe lên chở chết chạo nó đấy. Reloading. Oh, okay, hold up, gonna heal. There. And you can't hold me on so reloading. 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 Can we not shoot each other? Reloading! Oh shit! Watch out! Thôi rồi, cái thung lũng này này. Reloading. Tên cái map gọi là khu rừng trắng mà tôi chả thấy có tí trắng nào rồi. Tôi thấy thanh vẫy cất. Gì đấy, cái gì đấy? Kinh ngạc được một đạn thấy rồi. Okay, I cannot believe that you just shot me. Security's goddamn mud people. Reloading. Reloading. Watch out. Mày đi kiếm xăng rồi. Bắn đi. Mẹ, có ai đánh thì đéo anh đâu, đạn. Ôi, không nhờ rồi. Chơi đàng hoàng rồi. Cái đéo bị quay, tôi tập lên. Ơ, súng của tôi cũng 70 viên này. Hay là nhặt khẩu súng của tôi, khẩu súng của ta. Được 50 viên nữa đấy. Yes. Ta nào để đi. Ô không nhờ được cái map này hả? Đấy, cứ lúc sau bắn vào người mình á, bắn gì? Reloading. Đâu đấy? Đâu? Ông làm cầm khẩu giảm thanh rồi đấy. Reloading. 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 Jockey. Jockey. Cái map một của cái map này nó dễ thế. À, sao hoa tàu khó vậy? Đá phải từ từ vào vào trong này xem có cái gì trong cái thuyền này không? Có gì trong thuyền đấy rồi? I'm reloading. Thế có gì trong cái container này đang được không?
vào trong này vào thủ. Reloading. Đánh lên ông kia. Reloading here. À, na na, đừng 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 đừng. Reloading. Ui, tanh nó ta. Ui, ba mấy thằng luôn. Ui, hai con tanh, ui. Yếu thôi. You are shooting me. Sao? Thằng này sao sức động rồi đó rồi. Reloading. Mình chắc là hơi bất ngờ thôi. Đầy đầy cực. I got it. Just two more. Okay. Got it. One more can to go. Mẹ không nhìn được nhân vật. Đây rồi. Rồi. Cái đó chạy rồi. Ammo here. Chắc là chạy. Đây rồi. Ai nít máu. Jockey around. Jockey. Ô tưng trắng. Reloading. Đáng là tính map này phải tập tập khu mỏ đúng. Thank you. Cơ chạy trước ăn đạn rất cao, cứ chạy cuối. Chạy cuối tôi đang tập có bắn rồi. Ô thằng có máu con. Lại có máu rồi. Thanh niên đeo một cái bịch gò tích. To giờ tích 20 bao nhiêu? 270 à? 280. Ok. Hey, I'm reloading. I'm reloading. Mấy tập tập tua. We might need these. Cái gì đấy? Dead. Dead. Cái gì đấy? Sao ông bỏ tôi hết này? Reloading. Ở đây có bỏ mày. Đi đường nào ấy? À đi xuống dưới à? Healing. Con đi ra chỗ sáng. Ra chỗ sáng để vừa ấy vừa ngắm một nhân vật tí. Sao tôi nó bị lỗi cái gì vứt khẩu súng ra tao cứ bị thật khó chịu nhìn cái mắt phải cất cái này à? Đấy 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 à kiểu như kiểu thay đạn ấy ấn thay đạn nó thật trong cái ấy kiểu bị lỗi mod rồi kiểu này lỗi mod thay đạn này đây vứt tôi cái lọ thôi ông vừa à rồi à, vứt lọ pill đây à tôi ai chị ơi chạy nào mày chạy đi chạy đi reloading.
Reloading. Đây. Không liệu ai? Không. Không liệu bắn chán lắm, nhất là trong cái map mà kiểu này. Đường hẹp hay bắn người nhau. Ở đây có lục ở đây này. Lục ở đâu không thích. Trời ơi, bắn lục này. I'm shooting it. Ôi hẹp quá. Reloading. Cầm cân chìa này. Boom a bow here. Cái gì tôi ngứa mắt mày. Máu nữa à. Bây giờ là có một bình máu à. Thôi một đấy rồi. Ăn đấy không? Ôi nhìn cuộc sống nguyên thủy mãi. Guns here. À, có giọng con ấy. Bây giờ đứng đóng cửa thằng ớt đây. Ô, khổ này. Khẩu 150 yên. Reloading. Bảo vệ trong khu bây giờ có thể có 2.9 ít nào. Cảm ơn chú nha. Không có gì phì quá chứ. Tôi vừa ôn máu của mình. Chất. Nhất khẩu súng là chất lơ. Ai làm gì mày? Tắt 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 tắt. Ôi. Cờ hóa này. AK này. Đừng với móc của AK còn bắn đẹp hết. Úi dồi ôi cái gì đấy. Reloading. Đảo ngay, đảo những bi ngay. Nên có AK cầm khổ này nhỉ. Hey, some guns here. AK của này. Tôi mua lên được 55 viên. Giờ tao bọn kia. Ôi. Khẩu AK mua lên cái đạn đẹp ấy, chất ấy. Hey, we might need these. Khỏi không biết trong game gì nhỉ? Lấy khẩu khẩu đấy thôi. Got a defib unit. Look out! Lưng ông kìa.
Đâu rồi, hai kia đâu rồi? Nhanh nào. Reload. Hình như trong hai ông này có một ông người Việt Nam ấy. Lúc bị tanh đuổi tôi nghe bằng sáng có tiếng Việt. Không, nó bom bị phí bom vậy. Gì đấy? Ôi. Không nào đắp vào lửa, ngon thế. Ôi dồi ôi, quay. Reloading. Ôi ông bắn không chơi ngất kìa. Ông bắn nó không chơi thôi. Đứng trước họng súng rồi, tự nhiên chạy vào. Đây rồi. Mày à? Ở đạn đâu? Jockey, jockey. Better keep it tight. Heads up. Ôi dồi ôi, nghe cái này nó biết là Reloading. Gotta reload. Oh god. You have to take better care of yourself. And let's get you out. Reloading. On the same team. Watch out! Stop, reloading! Heads up. Throwing a Molotov. Sao vậy? Ông ấy đứng phía trước lửa kia. Ném ngược lại phía sau mà. Trên này có mở được cửa vào không? Đấy cũng mở được. Đi. Úi ba, mấy thằng này. Úi ba. Đâu rồi, tôi đến rồi, tôi đến rồi. Alice, come on, man. Ôi đừng, đừng bắn mọi người, what the fuck. Ông làm gì đây? Đừng đứng rồi. Cái gì? Tôi đang chạy vào cửa, đâu có bắn mọi người, tôi phải cất. Thinking we can take on anything. Đi chết. Ông chạy một bên thôi. Chạy một bên thì mỗi cái cửa đi vào. What the fuck. Mỗi cái cửa tôi chạy bên nào là chạy chạy hẳn lệch sang một bên đi để tôi. Ôi giời. Ao rồi. Đâu? Vẫn đang trong này mà.